mong đợi đã đến. Hiện tượng âm nhạc được chờ đón. Solo cùng Bolero mùa giải thứ 7. Độc đáo hơn, mới lạ hơn, hấp dẫn hơn cùng ban giám khảo đỉnh cao. Ngôi sao ca nhạc Đàm Vĩnh Hưng, danh ca Phi Nhung, nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Phủ Thành Vinh. Đặc biệt, vị giám khảo khách mời được đông đảo khán giả yêu mến sẽ lộ diện ở vòng chung kết. Giải thưởng cho tân quán quân Solo cùng Bolero mùa giải thứ 7 bao gồm 100 triệu đồng tiền bạc cùng một livestream hoành tráng đặc sắc. Và địa điểm tuyển sinh đầu tiên đó chính là Cần Thơ, tại Vạn Phát Riverside, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, chỉ một ngày duy nhất, 17 tháng 1 năm 2021. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 0931832362. Solo cùng Bolero cùng bạn bứt phá mọi giới hạn.